Hãy cùng với mẹ chồng Quốc Dân trải nghiệm nha, uống collagen. Ngân Quỳnh xin cũng nói với các bạn một điều này, chúng ta uống khoảng nhiều quá 20 ml nha. Và chúng ta thì nó không tốt nha. Rất là dễ chịu luôn, nó chua chua ngọt ngọt mà thơm thơm nữa, cho nên là các bạn đừng có ngại nha. Có nhiều bạn thì nói là sản phẩm thì tốt nhưng mà uống mà nó tuổi tác. Lúc mà Ngân Quỳnh trên 30 tuổi đó, tầm khoảng chừng tầm 32-33 tuổi đó, thì một ngày nọ thì mình cũng sáng rửa mặt ra, tự nhiên cái soi gương xuất hiện một vết nhăn đầu tiên. Rồi tự nhiên mình rất là lo sợ. Hồi con gái nữa. Tới tuần tuổi này thì Ngân Quỳnh đã trải qua rất nhiều, cho nên Ngân Quỳnh có thể tả cho các bạn thấy cái sự tàn phá của lão hóa như thế nào. Hồi 20 tuổi nha, da căng mịn, không sợ gì hết, ra nắng cả ngày cũng chẳng hề hấn gì, về là coi như là không bị thâm nám gì luôn, chỉ cần rửa mặt tối là phục hồi lại y như cũ. Chưa đâu quý vị, ngoài là kiêng khem, nhiều khi không dám ăn những những món ăn mà mỡ dầu nhiều quá, ăn cũng ít lại, nhưng mà không biết vì sao mà cân càng ngày là càng tăng vụt lên, và bụng hoặc là tai của mình đó giống như là tích tụ mỡ thừa. Đánh mỹ phẩm lên da lúc nào cũng đẹp, cũng sáng tươi. Thực sự là rất là khủng khiếp khi mà cái làn da của mình đã bị lão hóa các bạn ạ. Cho nên là như thế này, đến lứa tuổi của mình, mình cứ cho rằng là như thế này. Có một vài chị em phụ nữ nói chấp nhận khi cái tuổi già của mình ập đến là mình phải tuân theo luật tự nhiên. Đó là quan điểm của mỗi người mỗi khác, nhưng cho nên là nếu như các chị em nào chưa biết hoặc là muốn bảo vệ làn da thì hãy lắng nghe và cùng Ngân Quỳnh trải nghiệm nhé. Ngân Quỳnh cứ trăn trở lo hoài, không biết mình tìm được cái loại sản phẩm nào tốt và thuận lợi nhất cho công việc của mình. Thì một hôm Ngân Quỳnh được một người bạn giới thiệu cho Ngân Quỳnh biết là loại collagen này. có đảm bảo hay không. Nếu như một cái sản phẩm nào đó đem lại hiệu quả tức thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất là nhiều. Nhưng riêng Hebora Collagen cải thiện từ bên trong, đảm bảo hiệu quả. Biết giữ gìn làn da của mình như thế nào, hoặc là không hài lòng với sản phẩm cũ, thì tại sao các bạn không dùng Hebora Collagen? Đây, giống như Quỳnh đây nè, Quỳnh đang dùng Hebora Collagen, bảo đảm không béo phì các bạn nhé. Ngoài ra thì Hebora Collagen còn giúp chị em chúng ta cải thiện về chức năng xương khớp, tóc không khô và gãy rụng nữa.